chuột là một trong những nỗi ám ảnh của nhiều gia đình. Chúng không chỉ thường xuyên gây hư hỏng, phá hoại đồ đạc, thực phẩm, làm ô nhiễm thức ăn, làm không gian phòng ở đầy mùi hôi hám, mà còn gây nên bệnh truyền nhiễm như là dịch hạch và vàng da xuất hiện. Vậy làm sao để lũ chuột không vào được nhà bây giờ? Bắt anh chị mèo đuổi chuột hiệu quả mà không phải sát sinh với xích đuổi chuột rác ọp hàng nội địa Thái Lan. Với thành phần từ tự nhiên, an toàn với người và động vật, hương thảo mộc chỉ tác động đến chuột khiến chuột chạy mất dép, quan trọng là không gây hại cho sức khỏe. Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Thái Lan và được xếp vào xịt đuổi chuột hàng đầu được nhiều chị em trên thế giới tin dùng. Xịt một lần lưu hương 4 đến 6 tháng, kích thích đuổi mọi loại chuột. Xịt đuổi chuột rác ọp là sản phẩm chuyên dụng dùng để xua đuổi các loại chuột, các loại côn trùng có hại. Với thành phần đặc biệt từ các tinh dầu thiên nhiên xua đuổi, ngăn chặn chuột cắn phá, phóng uế, không ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng và môi trường. Khi sử dụng, anh chị chỉ cần lắc đều rác ọp trước khi xịt. Xịt 3 đến 4 lần một tuần ở các ngóc ngách trong phòng, gầm xe, khoang ô tô, những nơi chuột thường trú, cắn phá cho đến khi hết chuột. Đối với các ngóc ngách nhà kho, kho chứa hàng có diện tích lớn nên xịt 1 đến 2 lần một ngày để mang lại hiệu quả tốt nhất. Xịt đuổi chuột rác ọp Thái Lan luôn là lựa chọn được nhiều chị em tin dùng, nhanh tay đặt hàng ngay để nhận được nhiều ưu đãi dịp lớn nhất trong năm này anh chị nhé.